狙击棒，童话里做英雄。哦，狙击棒，热血心中流动。哦，狙击棒，你接上我手中，让世界更美好，坚持就一定成功。狙击棒，童话里做英雄。哦，狙击棒，热血心中流动。Tập 6, bảo quản thời gian. Đi về nhà nào. Sao các cháu lại đơ ra như vậy chứ? Đi thôi. Tiến sĩ Miho, cháu có thể sử dụng viên thuốc thời gian để làm nước tương được không ạ? Lấy đi. Thuốc thần. Tiến sĩ Miho, cháu có thể sử dụng viên thuốc thời gian để làm nước tương được không ạ? Được rồi. Thuốc đâu ạ? Cháu nghĩ ta đã già đến mức để cháu đùa à? Bác không cho thì thôi chứ, việc gì phải gắt đến như vậy? Mình đang làm gì nhỉ? À, đúng rồi, lấy thuốc thời gian từ tiến sĩ Miho. Tiến sĩ Miho, viên thuốc đâu ạ? Để cho ta yên. Tiến sĩ Miho. Cháu. Jibon, cậu làm cái gì vậy? Giáng sinh an lành. Giáng sinh an lành. Nhưng mà mới tháng 6 mà. Cậu đang nói cái gì vậy? Hôm nay là Giáng sinh mà. Quà của cậu đây. Cảm ơn nha. Sao hôm nay nóng thế nhỉ? Cậu có muốn ăn thử không? Vậy tầm nhìn ngắn của tớ đã trở nên tồi tệ hơn rồi sao? Sao cậu lại ở đây? Tớ tưởng... Sao cậu lại ở đây? Jijibon, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Tại sao cậu lại bất động? Có phải bởi vì... Nghệ thuật trình diễn. Chắc chắn rồi. Cậu đi nhanh như thế, quá nhanh quá nguy hiểm. Cậu đang ngồi trên ghế sofa bất động. Cậu ấy cứ làm đi làm lại. Sendai, đừng đi xa quá. Chờ đã nào. Không, Jijibon bị vòng lặp thời gian. Cậu ấy sẽ cứng nhắc. Sao cổ mình đau thế nhỉ? Jijibon, cháu có biết là có ai đã ăn trộm thời gian của cháu không? Thật sao? Đó là cái gì ạ? Cháu có nhặt cái gì kỳ lạ không? Không ạ, cháu ăn bánh pudding và trái cây ngày hôm qua. Bánh hamburger vào ngày hôm trước. Và hôm qua cháu cũng ăn cơm. Ngoài ra đồ ăn nhẹ, bữa xế, cánh gà chiên, nước trái cây và mì kéo này. Nhiều thế à? À, cháu có ăn kẹo khi ở Time Exchange. Có ai đó đã đưa cho cháu và nó rất là ngon. Chờ đã, cháu nói là cháu vừa ăn gì cơ? Thứ cuối cùng cháu ăn là mì kéo ạ? Không, thứ cuối cơ. Cháu ăn cánh gà và bữa xế. Không phải nó.
Từ tiếp theo cơ. Tiếp theo á. Cháu vừa nói là cháu ăn kẹo từ người lạ. Nó rất là ngon ạ. Ngồi giận nào. Đó là bệnh của ta, bệnh của ta, bệnh nhân của ta. Woody. Đúng rồi. Woody đâu rồi? Để ý. Để ý. Đi nào, giải quyết cho xong vụ này. Bobby. Bobby. Đừng. Cái gì vậy? Bọn họ lừa chúng mình đấy. Thời gian của chúng mình bị kẻ xấu lấy cắp rồi. Nhìn cháu kìa, thật là dại. Ta cược là cháu sẽ không bao giờ lấy đồ ăn từ người lạ. Không bao giờ, không bao giờ ạ. Thật thất vọng vì mấy đứa quá. Đi tìm Beta thôi nào. Tiến sĩ Miho, là hắn. Hắn ta cho chúng cháu kẹo. Hắn ăn trộm thời gian của bọn cháu. Bọn chúng tìm thấy rồi. Gamma, không. Biến hình nào. Cái gì? Tại sao không biến hình được? Tại sao thế này? Cẩn thận. Dừng thời gian bằng đồng hồ xíu sao. Nó sẽ không hoạt động ngay cả khi người ẩn mình. Đi ra đây. Tiến sĩ Miho, biến hình thành trẻ con rồi. Nên làm gì bây giờ? Woody, cậu đang làm gì vậy? Tớ sẽ lấy viên thuốc thời gian để mình có thể làm nước tương sau khi trở về. Quên vụ nước tương đi. Đưa tớ viên thuốc thời gian. Tớ sẽ biến tiến sĩ Miho trở lại. Đừng lo về tiến sĩ Miho. Ông ấy cũng giỏi hơn cậu ngay cả khi là trẻ con. Hả? Xem ta đây. Tiến sĩ Miho. Gamma, không. Đi đi nào, chúng ta đang gặp bất lợi. Hai đánh hai, công bằng mà. Được rồi. Nhưng giờ thì sao? Bây giờ, cậu hãy hô lên để thu hút sự chú ý. Rồi sao nữa? Rồi tớ sẽ trốn thoát và gọi cảnh sát thời gian. Ý kiến chán vậy. Không được hả? Cậu thật ích kỷ. Tớ có một vòng lặp thời gian trong trường hợp tụi mình dùng nó để cho nước sốt ngọt. Có vẻ chúng ta không thể quay lại. Tớ có ý này. Sao người dám đi lấy thời gian của người khác? Đó là việc tồi tệ lắm đó. Woody, đồng hồ siêu sao của mình có thể biến hình rồi. Đến lượt của cậu đó. Trả lại kẹo múc cho ta. Woody. Supernova biến hình. Supernova biến hình.
Yeah, tuyệt vời. Beta. Beta. Không. Gamma. Gamma hả? Đừng uống. Người xác định rồi. Dừng lại. Cút đi. Cút đi hả? Gamma trục thời gian. Gamma, cậu phải dừng lại. Chúng ta phải phân loại trục thời gian của cậu, hoặc là cậu sẽ biến mất đó. Đi đi, thật là một bãi chiến trường. Tất cả mọi thứ. Cậu ấy là Gamma, là em trai của mình. Cậu đang nói đến Gamma, người bảo quản thời gian. Dạ vâng, thật là xấu hổ. Chúng tôi đã mất đi Time Shuttle Gun. Chúng tôi không thể sửa lỗi thời gian. Hành tinh vẫn trong hỗn loạn. Không, đó là em đã làm mất Time Shuttle Gun, không phải anh. Beta chỉ cố gắng giúp thôi. Là tôi. Tôi đã giấu lỗi của tôi trong suốt bao năm qua. Nhưng mọi thứ đang dần tồi tệ hơn. Tôi không bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm. Beta đang che đậy cho tôi bằng cách ăn cắp thời gian. Bạn nên biết mức độ nghiêm trọng của chuyện ăn cắp thời gian. Cậu đã vi phạm pháp luật. Woody, chuyện gì sẽ xảy ra? Gigi Bon, cháu có biết hiệu ứng bướm bướm? Không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Ai đó có thể phá vỡ kỷ lục của thế giới. Lịch sử có thể thay đổi nếu bị thiếu một chút. Trục gãy thời gian có thể xảy ra. Cả thế giới có thể bị hủy hoại. Gamma, không sao đâu. Bây giờ chúng ta có thể nhẹ nhõm rồi. Tiến sĩ Miho, chuyện gì sẽ xảy ra với bọn họ? Gamma sẽ bị kết án tù chung thân. Còn Beta sẽ bị phạt vì che đậy cho Gamma. Nhưng không ai khác sẽ biết điều đó nếu như chúng ta giữ nó như một bí mật. Họ sẽ thay đổi mà. Họ phải nhận trách nhiệm. Không thể dựa vào người khác được đâu. Chào chị bang bang thang, phía trước thái hồng.